lâu. Chợ Tân Mỹ bây giờ cũng dẹp hết những cái xe, những người ta bán giữa đường, thành ra là em thấy cũng vắng lắm nha. Chè Thái rồi bánh bò, bánh da lợn, xôi, chè, bánh mì. Thành bãi giữ xe. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 9 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 8 năm 2023. Hôm nay là ngày chủ nhật và em đang ở khu vực quận 7 thưa cô bác anh chị. Con đường này là con đường Tân Mỹ về hướng huyện Thị Thập. Hôm nay trời Sài Gòn mình cũng rất là nhiều mây, có thể trưa trưa sẽ mưa, mấy hôm nay thì thời tiết cũng có mưa một vài cái khung giờ trong ngày. Và em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn thật là nhiều niềm vui, nhiều bình an và nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Hôm nay xuất phát ở cái vị trí này thì em mời cô bác anh chị cùng đi dạo phố với em ở khu vực xóm chợ Tân Mỹ nha, một cái khu chợ nhà giàu ở quận 7 này. Và em sẽ chạy lòng vòng mấy cái khu chung cư ở đây luôn xem như thế nào nè. Có một vài cái khu chung cư, ví dụ như phía trước bên phải của các anh chị thấy cái khu chung cư này là thật ra nó là cái khu tái định cư. Giờ cô bác anh chị biết là ngày hôm nay mình thường hay là quy hoạch đất đai, làm đường, làm cái khu gì đó, hoặc là những cái chung cư nó bị xuống cấp, hư hại thì người ta mới xây những cái khu chung cư gọi là chung cư tái định cư như thế này, để khi mà di dời các hộ dân á, thì người ta sẽ cho các cái hộ dân đi tới đây đó, đi tới những cái khu chung cư như thế này đó. Em sẽ chạy cái con đường nội khu của chung cư cũng anh chị cũng xem một chút xíu ha. Đi ở dưới này đi, bên trái em còn một khu đất trống, nó cũng là một cái chung cư đây. Cuisine nha, riêng bán lẻ đó, bây giờ là bán riêng dọc theo các cái con phố. Ở đây chúng ta có thể đi được nè, ở đây là ở dưới các cái shop house, chỉ có một vài shop house mở thôi, còn mấy cái shop house phía dưới này là đang bán cho thuê đó, hoặc là tận dụng mở cái quán cà phê hớt tóc. Khu này là sát bên chợ Tân Mỹ mà các anh chị, đây là em sẽ chạy thẳng trên cái khuôn viên này ha. Cà phê quán, cà phê cốc, vỉa hè, tận dụng cái hành lang này không có ai buôn bán làm ăn cho nên người ta đặt bàn ghế luôn. Ở đây là cái khu chung cư mà không biết có cái đường đi xuống không biết. Đây là đường đi xuống nè các anh chị. Đây hình như là phía sau bên trái em là cái đường số 9 nha. Xung quanh chợ Tân Mỹ thì người ta cũng buôn bán luôn. Em chạy vòng vòng khu chung cư này, chung cư này cũng cũ quá. Còn đây là đường số 8. Cái cuộc sống buổi sáng của bà con mình sáng ngày chủ nhật nhìn rất là thư thái ha, bình yên ha. Đây là cái khu chung cư cũ nè. Chung cư ở đây thì nói chung là xây cũng đơn giản thôi, phục vụ cho việc tái định cư mà. Em có anh chị cái công viên nhỏ nhỏ, công viên thì cũng không có cây cối gì nhiều, có bãi cỏ thôi, chắc nhiều khi người ta để cho chó mèo đồ đi vệ sinh đồ áo phơi như thế này
là khu chung cư tái định cư. Nó do là nó là cái khu tái định cư cho nên là nhìn nó sẽ không có sạch sẽ và tươm tất giống như những cái khu khác. Ở đây còn có những con đường, đường này là đường số 8, em chạy tới đây thử coi. Vòng vòng ở đây coi đi đâu nha. Ở đây thì sẽ quẹo phải ra lại đường Tân Mỹ, ngay với chỗ vị trí mà em xuất phát lúc nãy đó. Em chạy xuống dưới này coi, ở đây là cái trường tiểu học Linh Bộ Lĩnh. Không biết đây cuối đường không. Các bé thì ngày hôm nay thì chưa có khai giảng thưa cô bác anh chị, thành ra là các trường vẫn còn đang rất là vắng. Đây đường số 9B. Đi ra đây ha, phải là chúng ta ra Nguyễn Văn Linh nè. Đây em quẹo trái nha. Là Ủy ban Nhân dân phường Tân Phú. Khu vực này là thuộc phường Tân Phú. Đó, đây là cái vị trí phía sau chợ, đường số 9. Còn đây là đường số 8, phía sau chợ đó, xe người ta chở mấy cây dừa đó, có mấy anh chị. Đây là một cái khu chợ, người ta gọi là chợ nhà giàu. Khu vực này thì loanh quanh khu Phú Mỹ Hưng này thì có một cái chợ này thôi. Có một cái chợ Phước Long nữa, nhưng mà cái khu chợ Phước Long thì nhìn nó không có được mới mẻ như cái khu chợ Tân Mỹ này. Bán trái cây, chuối, rồi bom, rồi ổi, quá trời. Đi thẳng qua bên kia thì cô bác anh chị thấy ngay chỗ cái có một cái tòa nhà giống như cái khách sạn đó, thì cũng vào một cái khu dân cư đối diện với chợ Tân Mỹ. Em mai sẽ chạy bên này trước nha. Trời cũng nhiều mây. Đây cái đường vào chợ nè. Cháu lòng Tân Mỹ 25.000. Đây cổng chợ Tân Mỹ nè. Chợ này thì mới xây, sau năm 75 mới có. Chắc nó tầm khoảng vài chục năm thôi, Cái khu Phú Mỹ Hưng này nói chung nó cũng là khu mới mà. Đèn trung thu này có bán rồi nè, có bán anh chị. Thấy đèn trung thu là thấy sắp tới rồi đó. Ta bán thì người ta bán sớm, còn cả tháng rưỡi nữa. Đường Tân Mỹ này thì cô bác anh chị ra tới huyện Thị Thập nha. Ở trái về Him Lam, ở phải về Nguyễn Văn Linh. Em sẽ quẹo con đường số 1. Trái cây, đó anh chị thấy chưa? Rất là nhiều trái cây trưng bày trong các cái rổ rá, nhìn tươi buổi sáng này. Chợ Tân Mỹ bây giờ cũng dẹp hết những cái xe, những người ta bán giữa đường, thành ra là em thấy cũng vắng lắm nha.
đi thẳng con đường này cũng là con đường ra Nguyễn Văn Linh luôn. Đây thật ra là những cái nhà bên hông chợ người ta bán thôi, chứ nó không phải là chợ thưa các bác anh chị. Con đường số. Wow. Hay lắm nha. À, không bớt nữa, trời bớt nữa chắc đi. Bớt nữa là 75 ngàn. Đó, xung quanh chợ nè. Sáng chủ nhật mời cô bác anh chị đi dạo phố. Trời ơi. Nghe cái tiếng rộn ràng của người xe. Đường này là đường số 1 đi thẳng ra tới Nguyễn Văn Linh. Người ta bán chợ nè. Ha. Ô, còn có những cái xóm hẻm nữa. Có gì cô ơi? Ở dưới này thì bắt đầu thưa thớt hơn. Ngày này có cái Sacha Food, chợ truyền thống bây giờ bị cạnh tranh dữ dội luôn. Người bán hàng rong, rồi còn Sacha Food, rồi siêu thị mini rồi này kia, người ta cũng bán như chợ nè, Bách Hóa Xanh rồi này nọ. Ôi, chủ chợ hộp xốp Thành Tâm. Đây là đường rồi. Bên phải em là đường số mấy, trời nó che hết trơn, không thấy cái số luôn. Mấy cái dù đồ bán quán đó che mất cái đường, không thấy gì luôn. Không biết đường số mấy luôn. Ở đây là khu vực Tân Phú của mấy anh chị. Đó, em đi thẳng dài dài ra tới Nguyễn Văn Linh nè, em sẽ quẹo ở đây nha. Đây là đường số 2. Mấy cái khu nhà trong này thì nói chung là cũng khá là yên tĩnh. Nhưng mà ở cái vị trí này chiều cường á, thủy chiều lên á, ngập dữ thưa cô bác anh chị, ngập dữ á. Và bên trái ở đây chúng ta lại quẹo ra đường Nguyễn Văn Linh. Đây là đường số 4, đó, quán cà phê này. Đó. Sáng sớm ngày chủ nhật dậy đi ra quán ngồi làm ly cà phê. Thật ra thì chợ ở phía ngoài ấy nhìn nó đông đúc nhộn nhịp, nhưng mà người bán thì nhiều chứ người mua chẳng bao nhiêu. Còn ở trong chợ đó thì rất là vắng cô bác anh chị. Rồi em gọi trái ở ngay vị trí này nha, đường số 2 hả? Không phải. Đường số 6. Đây đường số 3 nè. Bên phải là chúng ta quẹo qua chợ Tân Mỹ. Đây đường số 5 chắc. Đúng rồi, đường số 5 có quán
Buổi sáng có bán hủ tiếu nuôi mì. Do hôm nay là ngày chủ nhật cho nên là người ta ăn uống, ăn sáng, cà phê đồ trễ lắm thưa các anh chị. Xe này nó chạy nhấp nhấp, nó mệt quá. Đây, em sẽ quẹo bên máy tay phải đây. Phía sau chợ ha. Bán bún, bán chuối, bán dừa. Ổi nho. Đường số 5 vào với lại đường số 8 hả? Chợ ngày chủ nhật mà đang cho giấc khoảng 9 giờ mấy mà vắng không các anh chị. Em quẹo trái nha, để bán rau phía trong chợ này này không các anh chị. Đây cái sập khô. Đang hành trình luôn. Quần áo. Rồi ở đây chúng ta ra con đường Tân Mỹ lại nha. Em gọi trái nè. Đây cũng có một cái đường bên hông chợ nữa. Đi vào đây. Ồ, khu này là cái có cái khu ăn uống nè. Chè Thái rồi bánh bò, bánh da lợn, xôi chè, bánh mì. Dưới này là cái khúc bán rau củ thôi, vàng vàng. Đó, một vài cái hình ảnh như vậy á.
cô bác anh chị cập nhật một chút, đi dạo một chút chợ của khu nhà giàu quận 7. Đây này có hàng cá. Thôi em đi thẳng nha, đi ra khỏi chợ Tân Mỹ. Đi xe không có mấy anh chị nữa. Đi xe ngó nghiêng ngó dọc. Căng mềm anh. Ồ trời cũng nhiều mây, không khéo lại mưa. Con đường này bình thường cũng đông, hôm nay cũng vắng. Bây giờ cuộc sống đôi khi nó khó khăn đó cô bác anh chị, có việc mua sắm hay gì nó cũng hạn chế lại hết rất là nhiều. Để xài cô ơi. Đây là đường Nguyễn Thị Thập với cô bác anh chị. Bên trái thì chạy về khu Him Lam ha. Bên phải chúng ta ra Nguyễn Văn Linh. Đây em quẹo phải đây. Coi buổi sáng ở trên con đường Nguyễn Thị Thập như thế nào nè. Cho thuê chính chủ quá rồi. Hướng này là em đang đi về đường Nguyễn Văn Linh đó thưa cô bác anh chị. Đây cũng là một cái quán mà người ta cũng dẹp hồi nào rồi đó. Thành bãi giữ xe.
Về hướng này thì em chạy về tới cầu ở chỗ cầu Phú Mỹ của anh chị Huỳnh Tấn Phát. Chanh 10.000 một ký, hành tím 10.000 một bịch. Trời ơi. Đó, cái không khí buổi sáng, cảnh vật buổi sáng của khu vực chợ Tân Mỹ. Tất cả cho ông lấy. Đây là đường Nguyễn Văn Linh nè, cô bác anh chị ở trái về khu vực Tân Thuận nha, ở phải về Phú Mỹ Hưng. Em băng qua cái ngã tư này, nó chạy cái hướng đi về Huỳnh Tấn Phát. Khu vực bên phải của em ở đây là bệnh viện quận 7 các cô bác anh chị. Trung tâm y tế quận 7 và bệnh viện quận 7. Hôm nay sáng Chủ nhật cho nên là đường phố thông thoáng hơn. Ít người ra đường hơn. Cuối tuần mà làm một giấc say say tới trưa hay là tối thứ bảy đi nhậu, giờ này chưa tỉnh giấc nữa. Còn là xe công không ha. Đây là chung cư Cosmo hả? Cosmo quận 7 thưa cô bác anh chị. Cosmo City quận 7. Rồi em chạy xuống dưới chỗ Huỳnh Tấn Phát đây. Cuộc sống mưu sinh. Có nhiều ngành nghề thì chủ nhật ở nhà nghỉ ngơi, nhưng mà có những cái ngành nghề thì chủ nhật lại là cái ngày mà người ta kiếm được nhiều tiền nhất, cho nên là bắt buộc phải làm thôi. Làm kiếm tiền mà. Phía trước đây là khu vực cầu Phú Mỹ, thưa cô bác anh chị, đường dẫn cầu Phú Mỹ. Và em sẽ vào bên tay phải con đường Huỳnh Tấn Phát. Bên trái Huỳnh Tấn Phát thì chúng ta về khu chế xuất Tân Thuận. Trời đang cũng rất là nắng ha, nắng gắt. Nè, ở đây thay vì quẹo Huỳnh Tấn Phát thì đi thẳng thì chúng ta lên cầu Phú Mỹ nha.
còn ở chỗ này có con đường Nguyễn Văn Quỳ thì phải, ở dưới dạ cầu Phú Mỹ này, đường dẫn cầu Phú Mỹ này đó. Đó, em đi đường này nha. Xây cái cầu lên ở giữa đó, hai bên là băng mía, nước mía, cà phê, hớt hóc. Mấy cái kiosk đó đây người ta đóng cửa cũng nhiều quá cô bác anh chị, chắc là chủ nhật người ta nghỉ hay sao. Nội thất Đại Phú Thành. Cái cầu này là cầu dạng như là cái cầu dẫn thôi lên cầu Phú Mỹ. Từ cầu Phú Mỹ cô bác anh chị có thể đổ thẳng xuống Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng theo hướng em đang chạy đây, xe hơi đó nha. Hình như là xe máy thì bên kia cũng có thể đi lên được, từ Phú Mỹ Hưng đi lên được. À, em đi thẳng theo hướng của bên cái dạ cầu này luôn. Đây có trồng mấy cái cau kiện cũng đẹp, cái dừa chứ, cái dừa kiện cũng đẹp. Ở phía dưới dạ cầu thì người ta rào lưới B40 rồi lại, chứ ngày xưa chưa rào là ở dưới này người ta đổ rác rồi ve chai hút chích đủ cũng nhiều cũng của anh chị. Giờ người ta rào lưới này, trồng mấy cái cây vô thì chính giữa nó trống, một khoảng trống rất là lớn ha. Có nhiều chỗ người ta tận dụng để người ta gửi xe hơi rồi xe máy rồi ở dưới dạ cầu á. Nhưng mà ở đây rào hết rồi, không có cho vào, thành ra chắc là không có ai gửi được. À, ở phía dưới này là bên phải cô bác anh chị có thể quẹo ra được lại Nguyễn Thị Thập nè. Bên trái là chạy hướng ra Huỳnh Tấn Phát, không? Ở đây này cô bác anh chị. À, còn đi thẳng thì chúng ta sẽ về Phú Mỹ Hưng. Đây, chỗ này mà đi thẳng này lên cái cầu nhỏ nhỏ đó là qua Phú Mỹ Hưng. Còn phải là về Nguyễn Thị Thập. Bên trái ở đây về một vài cái khu chung cư và ra Huỳnh Tấn Phát. Hai cái cầu này là chúng ta đi qua lại Phú Mỹ Hưng. Cầu này là cầu rạch cả cấm nha. Nó chạy một vòng chợ Tân Mỹ, cô bác anh chị tham quan. Bây giờ qua bên này lại Phú Mỹ Hưng rồi. Chỗ này là một cái bùng binh. Chúng ta quẹo bùng binh bên tay phải ở đây nè. Đó, quẹo bên phải ở đây là chúng ta ra lại đường Nguyễn Văn Linh, đi thẳng xuống, đi thẳng về Bình Điền. Đó, còn ở đây chúng ta bật bùng binh quẹo trái thì chúng ta vô Phú Mỹ Hưng luôn. Khu vực này là trung tâm hành chánh của quận 7 đó. Đó, chỗ này là mấy cái trung tâm hành chánh của quận 7. Đi thẳng là con đường Tân Phú về luôn lại Nguyễn Lương Bằng. Và chắc là em tạm dừng cái clip ở đây. Bên trái của em là Tòa án Nhân dân quận 7 này. Đó. Bên phải là quẹo ra Nguyễn Lương Bằng. Đó. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày chủ nhật tràn đầy niềm vui, sức khỏe và thật là nhiều bình an trong cuộc sống ha. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.